lễ truy điệu an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Máy bay lai khinh khí cầu tự sinh năng lượng. Bầu cử Mỹ, bà Kamala Harris đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đúng 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt Tổng Bí thư, nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng, cả cuộc đời hết lòng vì nước, vì dân. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản tiến bộ thế giới mất đi nhà lý luận sắc bén, bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình, dòng tộc, quê hương Đông Hội mất đi người con ưu tú. Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, giáo sư, tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ, uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay. Đại diện gia đình, ông Nguyễn Trọng Trường, con trai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã bày tỏ lòng tri ân và cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng lãnh đạo các địa phương, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, đồng bào, đồng chí, bạn bè cũng như anh em họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể, đồng chí, đồng bào đã đi quanh linh cữu lần cuối, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Sau lễ truy điệu được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang, linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các địa phương cùng gia quyến và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang, Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Mặc dù thời tiết tại thủ đô Hà Nội nắng nóng, nhưng dọc tuyến đường mà linh xa Tổng Bí thư đi qua, hàng nghìn người dân đứng xếp hàng với niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc để tiễn biệt vị lãnh đạo mà nhân dân yêu mến. Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể lúc 15 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đối với người lãnh đạo cao nhất của Đảng rất sâu nặng, nghĩa tình. Nhân dân Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu, hy sinh. Trong ngày quốc tang thứ hai, người dân cả nước đều hướng về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để lần cuối được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người vượt hàng trăm cây số mang theo lòng biết ơn, thành kính, thắp nén tâm hương. Từ tỉnh Hà Tĩnh trên chiếc xe lăn, bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi,
đã chờ ở nhà tang lễ quốc gia liên tục 2 ngày. Sáng nay, trước những giờ phút cuối cùng tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà đã một lần được dâng nén tâm hương. Ngày nào tôi cũng coi trên màn hình ấy, chỉ dáng đi của bác, từ kể cả trong quốc hội, cuộc họp của bác tôi cũng theo dõi. Tôi dành theo dõi suốt đây. Rồi bác mất đi. Tôi nhớ lắm. Từ sáng sớm cho đến gần giờ truy điệu, dòng người xếp hàng ở các cổng, chốt, hướng về nhà tang lễ vẫn không ngừng nối dài. Tất cả đều lặng lẽ, trang nghiêm, bày tỏ lòng thành với Tổng Bí Thư. Xuất phát từ 4 giờ sáng từ tỉnh Hải Dương, anh Mùi Quý Tuyến mang theo cô con gái nhỏ đã kịp vào viếng với mong muốn con được ghi nhớ những khoảnh khắc này. Vì muốn cháu ngay từ bé suy nghĩ được rằng là mình phải nhớ ơn những cha ông đi trước, những người đã có công giúp đất nước đi lên, đặc biệt là người tôn kính như bác Tổng Bí Thư, là người mà không chỉ chúng em mà đời đời các con em, các cháu hay đời chắt là phải luôn ghi nhớ và noi theo bác. Còn hai mẹ con bé Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không kìm nén được cảm xúc sau những giây phút đứng trước linh cữu. Các con trẻ cần có lòng biết ơn với lịch sử, cần phải tìm hiểu để hiểu rằng là mình đến từ đâu, tại sao mình có cái cuộc sống như thế này. Đấy là lý do mà em bé như em 16 tuổi thì em có đưa con đến đây để con có thể hiểu được rằng là mình được sống như thế này, được đầy đủ như hiện tại ngày hôm nay thì phải biết ơn rất nhiều các thế hệ đi trước. Nếu là hoa hay là hoa hướng dương, nếu là chim hay là chim bồ câu trắng, nếu là đá hay là đá kim cương, nếu là người hay là người cộng sản, cái quý giá nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Sự giản dị, lối sống đạo đức, khiêm nhường, tận tụy một đời vì nước, vì dân, nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa trong lòng người dân một cách lặng lẽ, bình dị. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề xuất thành lập một khối quân sự mới theo mô hình Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để đối phó với Iran. Phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 24 tháng 7, nhà lãnh đạo Israel đề xuất gọi tên lửa khối quân sự mới này là Liên minh Abraham. Theo nhà lãnh đạo Israel, chứng minh về vấn đề liên minh như vậy có thể được thể hiện qua sự kiện ngày 14 tháng 4 khi tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào Israel. Thời điểm đó, Mỹ và Anh đã giúp bắn hạ một số vũ khí này. Ông Netanyahu cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã gắn kết liên minh đó lại với nhau và ghi nhận cựu Tổng thống Donald Trump đã làm trung gian cho Hiệp định Abraham giữa Israel và một số nước Ả Rập trong nhiệm kỳ của ông. Quân đội Hàn Quốc ngày 25 tháng 7 cho biết 500 quả bóng bay mang rác từ Triều Tiên đã hạ cánh tại nước này. Một số bóng bay của Triều Tiên thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay và gây hỏa hoạn tại nhà người dân. 480 quả bóng bay đã rơi, chủ yếu ở Seoul và khu vực phía bắc gần tỉnh Gyeonggi, gần sân bay Gimpo tại Seoul, đã phải đình chỉ máy bay cất cánh và hạ cánh trong 2 tiếng đồng hồ vào tối ngày 24 tháng 7, do vật thể nghi là bóng bay của Triều Tiên. Trong những tuần gần đây, bóng bay Triều Tiên còn rất nhiều lần làm ảnh hưởng đến giao thông tại sân bay quốc tế Incheon. Ở tỉnh Gyeonggi, gần Seoul, một quả bóng bay đã bốc cháy trên mái nhà một người dân địa phương. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. Một chiếc máy bay lai khinh khí cầu được phủ một lớp pin mặt trời khổng lồ chế tạo bởi công ty Euroship đã ra mắt. Chiếc máy bay hình cá voi này dự kiến cất cánh năm 2026, thực hiện hành trình vòng quanh thế giới cả ngày lẫn đêm không nghỉ bằng việc tự tạo ra toàn bộ năng lượng và khí hydro. Mang tên Solar Airship One, một chiếc máy bay lai khinh khí cầu đặt mục tiêu vào năm 2026 sẽ chở 3 thành viên phi hành đoàn đi hơn 40 km trong 20 ngày. Duy trì độ cao trung bình 6.000 mét, bay qua 25 quốc gia, hai đại dương và nhiều vùng biển khác trong vòng chưa đầy 4 tuần. Với chiều dài 151 mét, phương tiện đặc biệt này được thiết kế để hoạt động mà không cần nhiên liệu hóa thạch, với mục tiêu tạo ra lượng khí thải carbon bằng không. Solar Airship One là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển, cùng với 3 năm hợp tác thiết kế với 100 kỹ sư của Capgemini. Trong quá khứ, chúng ta đã chứng kiến những phương tiện bay chạy bằng khí heli hoặc khí heli nổi. Nhưng bây giờ chúng tôi đang hướng tới một kỷ nguyên mới, nơi tác động của lượng khí thải bằng không. Sức mạnh của Solar Airship One đến từ một tấm pin năng lượng mặt trời bao phủ 4.800 m2 phần trên của máy bay, nhằm giúp phương tiện ổn định.
công ty sẽ phát triển hệ thống dàn sử dụng nước và hệ thống phụ trợ bằng khí nén. Theo kế hoạch, đội bay sẽ liên lạc thường xuyên với các chính phủ, viện quốc tế và trường học ở các nước họ bay qua. Sau hành trình bay vòng quanh thế giới, công ty sẽ xin cấp phép hoạt động đầy đủ cho phương tiện. Ngày 21 tháng 7 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của ông dành cho Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris. Và bà Harris giờ đây đứng trước cơ hội lịch sử với chính mình và với cả nước Mỹ. Nếu như chiến thắng đối thủ Donald Trump, bà sẽ ghi danh mình là nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Và khi đó thì chồng bà cũng sẽ thành đệ nhất phu quân đầu tiên của nước Mỹ. Chỉ một ngày sau khi ông Biden tuyên bố rút lui, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo đã nhận được đủ sự ủng hộ của các đại biểu Đảng Dân Chủ để trở thành ứng cử viên của đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 tới. Theo thống kê của hãng thông tấn AP, tính đến tối cùng ngày, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của 2.214 đại biểu, nhiều hơn mức 1.976 cần thiết để được đề cử khi đại hội của Đảng Dân Chủ diễn ra vào tháng 8 tới. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ cũng đã lập kỷ lục mới về số tiền quyên góp trong 24 giờ vào ngày 22 tháng 7, đó là 81 triệu đô la Mỹ. Số tiền huy động trong một ngày của bà Harris đã vượt qua gần 53 triệu đô la Mỹ mà chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa có được trong 24 giờ đầu tiên sau khi ông Trump bị kết án về 34 trọng tội trong vụ án hình sự tại thành phố New York. Thông tin cập nhật về cuộc bầu cử cho biết, hiện bà Harris nói rằng bà đã sẵn sàng thay Tổng thống Joe Biden tranh luận với ông Trump theo lịch trình có sẵn vào ngày 10 tháng 9 do đài ABC tổ chức, nhưng ông Trump chưa đồng ý. Phía ông Trump nói rằng có lẽ mình không muốn tranh luận với bà Harris, đặc biệt khi đài ABC tổ chức. Ông nói muốn đổi sang đài Fox News và nếu được thì có thể tranh luận hơn một lần. Đến đây bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.